Thưa quý vị, cách đây vừa tròn 69 năm, trên đại ngàn Tây Bắc, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp băng mọi khó khăn, thử thách, đập tăng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ làm nên chiến thắng vang dội trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đã sống, trải qua và chiến đấu trong thời kỳ hoa lửa ấy, những ký ức hào hùng vẫn mãi khắc sâu trong tâm khảm của những cựu binh Đà Nẵng cho đến ngày hôm nay. Điện Biên Phủ là trận chiến cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Việt Nam, mở đầu bằng cuộc tiến công thứ nhất vào ngày 13 tháng 3 năm 1954 vào hai cứ điểm kiên cố bậc nhất của địch, Him Lam và Độc Lập. Sau 56 ngày đêm chiến đấu, ta tiêu diệt và bắt sống hơn 16.000 tên địch, tịch thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng, phương tiện của địch và giành thắng lợi vang dội. Mặc dù đã ngoài 90 tuổi, Thế nhưng, những tháng ngày sống chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn là ký ức không bao giờ phai nhạt trong tâm trí đại tá Đỗ Thanh Hùng. Đơn vị ông được giao nhiệm vụ vay chặt căn cứ địch ở Hồng Cúng, đồng thời không cho chúng co cụm về cứ điểm trung tâm, nơi có hầm chỉ huy của tướng Pháp Christian de Catri. Tôi nhớ nhất, đó, hôm không cái ngày 20 tháng 11, nó nó, nó nhảy dù nó 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 xuống một lúc một lúc nó xuống không ấy thì nó gặp cái trung đoàn trung đoàn 148 là trung đoàn của quân khu của Tây Bắc. Trung đoàn đánh cũng tốt lắm. Bắt đầu nhảy dù xuống này là là chạm chắn nó nó rồi đấy. Không nằm trong lực lượng trực tiếp tiến công trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tuy nhiên đơn vị của cựu binh Lê Hữu Vinh và Lê Văn Đoài được giao nhiệm vụ đánh chặn vòng ngoài, triệt tiêu tiếp viện của địch về trung tâm chiến dịch. Qua lời kể hào sản của những cựu binh năm ấy, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn như được hòa bình vào không khí của những năm tháng lịch sử. Chúng tôi được giao nhiệm vụ phân tán lực lượng của địch và khống chế địch từ Hải Phòng về Hà Nội rồi tiếp lên Điện Biên. Cho nên chúng tôi làm cái nhiệm vụ đánh địch từ ở Gia Lâm, Hà Nội mà xuống đến cầu Lai Vu Hải Dương dọc con đường sắt và con đường năm đánh liên tục không cho nó từ Hà Hải Hải Phòng về Hà Nội chi viện về Hà Nội để tiếp đế cho Điện Biên. Đấy thì là chúng tôi liên tục cắt đứt đường năm, đường sắt và đường bộ những ký ức về chiến thắng Điện Biên Phủ như một nét son chói lọi trong tâm trí của mỗi người lính năm ấy. Để đến hôm nay, họ lại có dịp ôn lại một thời hoa lửa như những người đồng đội, đồng chí thân thương. Cũng tự hào vì đã góp sức làm nên một trong những chiến thắng vang dội nhất trong lịch sử dân tộc là tấm gương sáng ngời cho thế hệ sau noi theo.